bây giờ hãy cùng đến với cảm nhận đến từ ban cố vấn. Biết lý do vì sao mà Ngọc Duyên muốn nhảy, thật sự là em nhảy đẹp. Em là người có nhịp ở trong người, mặc dù là không phải là mạnh nhưng mà rất là nhuyễn, nhuần nhuyễn. Bất ngờ lắm, bao nhiêu cái hình ảnh mà một cô gái thùy mị đang trang mặc đầm dạ hội, đuôi cá dài 8 mét mất tiêu luôn. Các em đã lấy lại phong độ. Đây là cái phần thi mà Minh Hằng thích thú nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Vì hai cặp đôi rất là cân tài, cân sức. Đặc biệt là việc ở trong việc có một gì đó nó rất là sấy và Hằng muốn tìm hiểu việc nhiều hơn nữa. Có một cái luồng bí ẩn để cho hai cái phần trình diễn vừa rồi của việc bài See You Again này và bài đợt trước là hai bài vô cùng tuyệt vời đối với cặp đôi này. Khó chấm đấy. Rất là khó chấm. Việc và Huyền hôm nay làm rất là tốt. Trong lúc mà hai tụi em tập thì anh cũng hơi lo. Tại vì là nó còn có rất là nhiều cái chưa có ổn. Nhưng mà hôm nay hai em đã làm rất là tốt. Anh bất ngờ bởi Jakey. Cái tiết mục vừa rồi nó chỉ bị thiếu một chút xíu thôi. Nó rất là hoàn hảo. Đó là gì Jakey biết không? Rồi bây giờ nha, em làm theo những gì anh nói. Cởi một nút áo ra. Cứ làm tự đi. Nhiên hả? Cứ làm đi. Thử nha, xem có phong trần hơn không nha. Hai cái mang sớt tháo ra cho anh. Ừ ha, đúng. Đằng sau đuôi áo để ra ngoài, để phần trước trong quần thôi. À đúng, hôm nay em cũng định làm thế. Rồi, từ từ. Ừ, cũng định làm thế mà không rồi. Làm. Bây giờ á, ban tổ chức chỉ cần cho Bình xin 20 giây đoạn đầu cho khi diễn lại cái phần đó với anh. Với phong cách này. Ra diễn đổi em, Jakey. Nếu mà lúc nãy mà Jakey xuất hiện với cái hình bộ với cái vẫn là bộ quần áo này mà mình đầy đủ chút xíu thôi là anh bảo đảm nó sức rất là hoàn hảo. Tại vì khi em nhảy em cuốn anh vào nhìn em luôn, em rất đẹp trong mắt anh. Wow. Ngày hôm nay tụi em đã được công nhận là những nghệ sĩ rồi, cho nên không gì phải buồn cả. Và bây giờ 15 giây dành cho tất cả các bạn khán giả tại trường quay, dành cho cặp đôi Ngọc Việt và Thanh Huyền. Bắt đầu. Trình diễn vừa rồi của việc bài See You Again này và bài đợt trước là hai bài vô cùng tuyệt vời đối với cặp đôi này. Và 58 điểm là điểm số đến từ các khán giả tại trường quay dành tặng cho cặp đôi Ngọc Việt và Thanh Huyền. Rất cao đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi thời gian bình chọn dành cho cặp đôi Jakey và Ngọc Duyên. Xin mời. Ngọc Duyên và Jakey thì rất là tốt, tuy nhiên là dạng dựng và khác hơn tất cả những cái hình ảnh trước đây. Ngày hôm nay tụi em đã được công nhận là những nghệ sĩ rồi. Và điểm số của tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho cặp đôi Jakey và Ngọc Duyên đó chính là 60 điểm. Chưa đâu ạ. À. Quá hồi hộp và căng thẳng. Bây giờ, điểm số của ban cố vấn dành cho cặp đôi Ngọc Việt và Thanh Huyền đó chính là... Với giám khảo Trịnh Thăng Bình và Minh Hằng, đồng số điểm là 9, giám khảo Dương Khắc Linh là 8 điểm. Và tổng số điểm của cặp đôi Ngọc Việt và Thanh Huyền đó chính là 84 điểm. Xin được chúc mừng một số điểm rất cao dành cho cặp đôi Ngọc Việt và Thanh Huyền. Kính thưa tất cả quý vị, hiện nay thì tổng số điểm của quý vị khán giả tại trường quay dành cho hai cặp đôi đang chênh lệch 2 điểm mà thôi. Nếu như điểm số của ban cố vấn dành cho cả hai cặp đôi này ngang nhau thì chắc chắn một điều, cặp đôi có điểm số đến từ tất cả quý vị khán giả tại trường quay cao hơn, họ sẽ có cơ hội bước tiếp vào vòng trong. Và bây giờ
chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem điểm của ban cố vấn dành cho cặp đôi Anh Quân và Ngọc Duyên là bao nhiêu nhé. Xin mời ca sĩ Trịnh Thanh Bình 10, ca sĩ Minh Hằng và giám khảo Dương Khắc Linh là 9 điểm. Tổng điểm là 28 điểm dành cho Jackie và Ngọc Duyên. Và xin được chúc mừng các bạn là cặp đôi cuối cùng bước vào vòng trong cùng với ba cặp đôi của chúng tôi. Xin được chúc mừng các bạn. Mời các bạn trở về với vị trí danh dự phía dưới. Xin mời. Chúng tôi cũng rất là tiếc, mong rằng các bạn sẽ không tiếc, bởi vì các bạn là những người tạo nên cá tính của bản thân mình với chương trình Giai Điệu Chung Đôi. Không biết các bạn có muốn nói điều gì? Nếu em có quyền được lựa chọn, em vẫn sẽ muốn thử sức với Jackie. Thế nhưng bây giờ tôi muốn hỏi cô gái đứng cạnh tôi đây, đó chính là Thanh Huyền. Nếu như được lựa chọn thì bạn có lựa chọn Ngọc Việt để tiếp tục cái câu chuyện của mình hay không sau khi rời khỏi cuộc thi này? Em nghĩ là cái điều đấy là điều chắc chắn á. Chắc chắn rồi. Tôi yên lòng quá. Còn một phần nữa, một cái hố tay chia tay với cặp đôi Ngọc Việt và Thanh Huyền.